Xin chào các bạn. Nhắc đến thời tiền sử, mọi người sẽ nghĩ ngay đến khủng long, đại diện tiêu biểu, có đúng không nào? Ở tập hôm nay, Kip DDF sẽ giới thiệu với các bạn một loạt loài cá cổ đại và thủy quái mà các nhà khoa học đã tìm hiểu dựa trên hóa thạch và nghiên cứu có nguồn gốc từ thời tiền sử nhé ạ. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về Ichthyosaurus. Ichthyosaurus không phải là cá mà thực tế là một loài thủy quái khủng long biển. Nó sống vào thời kỳ Jura khoảng 200 triệu năm trước và có hình dạng giống cá heo nhưng lại là một loài bò sát biển, với một hàm răng nhọn và thân hình thích nghi với cuộc sống trong nước. Cái tên Ichthyosaurus có nghĩa là thằng lặn cá. Xương tai Ichthyosaurus rắn chắc, có thể truyền rung động nước vào tai trong. Mặc dù vậy, các đặc điểm giải phẫu chứng minh rằng nó là một loài săn mồi có định hướng trực quan, nó có đôi mắt to, nhạy cảm, được bảo vệ bởi những tấm khiên xương. Phân hóa thạch của Ichthyosaurus tiết lộ rằng chế độ ăn uống của nó bao gồm cá và mực. Ban đầu người ta tin rằng Ichthyosaurus đẻ trứng trên đất liền, nhưng bằng chứng hóa thạch cho thấy trên thực tế con cái đã sinh ra con. Do đó, chúng thích nghi tốt với cuộc sống như những sinh vật hoàn toàn có xương sống, tức là chúng không bao giờ đến đất liền. Những con được sinh ra đuôi đầu tiên để ngăn chúng chìm trong nước. Ichthyosaurus nhỏ hơn hầu hết họ hàng của nó, với những cá thể có chiều dài lên tới 3,3 mét. Hàng trăm bộ xương hóa thạch được bảo quản tốt đã được tìm thấy trong đá Jurassic tại Homan, Đức. Một số xương vẫn còn khớp. Một số hóa thạch vẫn có mẫu vật bào thai bên trong chúng, cho thấy Ichthyosaurus rất hoạt bát. Hóa thạch của Đức cũng có đường viền trên da của Ichthyosaurus, tiết lộ rằng nó có một vây lưng có thịt ở lưng và một vây đuôi lớn. Tiếp đến là Plesiosaurus. Plesiosaurus là một loài thủy quái biển có thân dài, với cơ thể mảnh mai và bốn cặp vây. Chúng sống vào thời kỳ Jura và có thể được coi là một dạng tiến hóa của Ichthyosaurus. Plesiosaurus là một chi bò sát biển lớn đã tuyệt chủng thuộc bộ Plesiosauridae. Mẫu vật đầu tiên được phát hiện bởi Mary Anning trong khoảng năm 1820 đến 1821 nhưng bị thiếu mất hộp sọ. Bà đã tìm thấy nó ở Jurassic Woods tại Landrick, Dorset, Anh. Vào năm 1823 bà lại tìm được một hóa thạch khác, lần này đã có được một bộ xương hoàn chỉnh cùng với hộp sọ. Cái tên Plesiosaurus được đặt bởi trưởng khoa William Conybeare, một nhà địa chất học, cổ sinh vật học. Plesiosaurus là động vật ăn thịt, con mồi chủ yếu là cá và Belemnite là những loài động vật có xúc tu như mực. Chúng sẽ bơi xuyên qua các đàn cá và sử dụng chiếc cổ dài cùng với hàm răng sắc nhọn để chọc lấy con mồi. Plesiosaurus là một đại diện điển hình trong bộ Plesiosauridae và được dự đoán là có chiều dài từ 3-5m 10-16 feet. Tuy mỏm ngắn nhưng hàm của chúng có thể mở rộng và sở hữu một hàm răng hình nón. Cổ của chúng khá dài, chiếc đuôi thường được sử dụng như một bánh lái. Giống như toàn bộ các Plesiosauridae, chúng có những mái chèo lớn để bơi. Tiếp theo là Elasmosaurus, là một chi thằng lằn cổ rắn, được cấp mô tả khoa học năm 1868. Đã sinh sống ở Bắc Mỹ trong giai đoạn Campania Rita muộn, khoảng 80,5 triệu năm trước. Mẫu vật đầu tiên được mô tả năm 1867 gần Fort Walla, Kansas, Hoa Kỳ, và đã được gửi tới nhà cổ sinh vật học Mỹ Edward Drinkercott, và ông đặt tên cho loài là Platyurus năm 1868. Cũng thuộc họ Plesio, Elasmosaurus có thân dài hơn với cổ dài và nhiều xương sống cổ. Elasmosaurus dài khoảng 14 mét và cân nặng 2.000 kg, giúp cho nó trở thành một trong những loài thằn lằn cổ rắn lớn nhất. Chúng có thân thon dài với các vây tay giống mái chèo, một đuôi ngắn, đầu nhỏ và cổ rất dài. Cổ dài khoảng 7,1 mét. Loài này khác với tất cả các thằn lằn cổ rắn khác bởi có 6 răng mỗi cái maxilla xương ở đầu mõm và 72 đốt sống cổ. Xương sọ tương đối bằng phẳng, có một số răng dài nhọn. Loài tiếp theo là Cyphatinus, từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp có nghĩa là ti kiến, là một chi cá xương biển săn mồi lớn đã tuyệt chủng sống từ cuối Albian đến cuối Maastrichtian. Chúng có một hàm răng lớn và thân hình dẹp, loài Cyphatinus là loài cá săn mồi háu ăn. Ít nhất một chục mẫu vật đã được thu thập cùng với phần còn lại của con mồi lớn, chưa tiêu hóa hoặc tiêu hóa một phần trong dạ dày của chúng. Giống như nhiều loài khác ở đại dương kỷ phấn trắng muộn, một cá thể chết hoặc bị thương có khả năng bị cá mập Cretocean và Squalico ăn xác. Phần còn lại của Cyphatinus được tìm thấy trong một mẫu Cretocean lớn được thu thập bởi Charles H. Steinberg. Mẫu vật được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Kansas. Loài cá sống ở thời kỳ Jura tiếp theo là Lycipithecus,
chúng được cho là một trong những loài cá lớn nhất từng tồn tại, có thể dài tới 27 mét. Lexichid là một loài cá khổng lồ của họ Pachycomira, một nhóm cá xương đại trung sinh đã sinh sống ở các đại dương giữa kỷ Jura. Những di cốt đầu tiên của Lexichid được xác định vào thế kỷ 19. Đặc biệt quan trọng là những phát hiện của nhà sưu tập người Anh Alfred Nicolomlich, chi này được đặt tên vào năm 1989 để vinh danh công lao của ông và có nghĩa đen là cá lít. Loài điển hình là Lexichid probermittis. Hóa thạch Lexichid đã được tìm thấy tại Anh, Pháp, Đức và Chile. Cá lít là một loài ăn lộc và chúng sống giống như cá mập voi và cá mập bream ngày nay, bơi quanh biển với miệng mở suốt cả ngày. Nước biển đi vào khoang miệng với các sinh vật phù du, tảo, sứa, cá nhỏ, tôm, và sau đó nước biển được lọc qua mang của chúng. Cá lít có cấu trúc mang đặc biệt hoạt động như một bộ lọc để giữ thức ăn. Để có thể ăn nhiều hơn, cá lít cũng lặn xuống đáy đại dương để khuấy động trầm tích để tìm kiếm thức ăn. Cá lít sống trong thời kỳ trái đất tồn tại nhiều sinh vật cổ đại nổi tiếng, bao gồm phân lớp cúc đá, Metriorin, Ophthalmo, Leopodon, Plesio. Trong mắt của nhiều loài động vật, loài cá lít sở hữu thân hình to lớn nhưng không hung dữ mà giống như một thực phẩm dự trữ di động. Các hóa thạch của loài cá này thường có xuất hiện các vết cắn của các loài thằn lằn biển Metriorin và Leopodon, bởi vậy để một con cá lít phát triển từ trứng đến khi đạt kích thước 16 mét quả là một điều không hề đơn giản và tỷ lệ thành công dường như rất thấp, bởi chúng chưa kịp lớn thì đã thành miếng mồi ngon cho những loài khác. Kết video là loài thủy quái đã từng xuất hiện trong phim Công viên kỷ Jura phần 2 chính là Mosasaurus thằn lằn của sông Mercer là một chi thương long, một nhóm thằn lằn đã tuyệt chủng sống thủy sinh. Chúng tồn tại trong thời kỳ tầng Maastricht của Krita muộn, niên đại khoảng từ 70 đến 66 triệu năm trước đây, ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Tên chi có nghĩa là thằn lằn Mercer, do mẫu vật đầu tiên được tìm thấy ở gần sông Mercer vào năm 1764. Mosasaurus là một trong những loài bò sát biển lớn nhất, dài khoảng 15,3 đến 18,3 mét. Hiện chưa thể tính toán chính xác cân nặng nhưng hầu hết các ước tính cho rằng chúng nặng từ 14 đến 22 tấn. Chi thương long hiện được xem là họ có quan hệ họ hàng gần với rắn, do phân tích dựa trên các đặc điểm tương đồng về hàm và hộp sọ. Hàm chúng khá giống với loài cá sấu, lực cắn của chúng có thể là khoảng 3 đến 7 tấn. Bằng chứng hóa thạch cho thấy Mosasaurus sinh sống ở phần lớn Đại Tây Dương và các tuyến đường biển tiếp giáp với nó. Hóa thạch Mosasaurus đã được tìm thấy ở những nơi đa dạng như Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, Tây Á và Nam Cực. Sự phân bố này bao gồm một loạt các vùng khí hậu đại dương bao gồm khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới và cận cực. Mosasaurus là loài săn mồi lớn phổ biến ở các đại dương này và được xếp ở đầu chuỗi thức ăn. Các nhà cổ sinh vật học tin rằng chế độ ăn uống của nó hầu như bao gồm bất kỳ loài động vật nào, nó có khả năng săn cá xương, cá mập, động vật chân đầu, chim và các loài bò sát biển khác bao gồm rùa biển và các loài thương long khác. Nó có thể thích săn mồi ở vùng nước thoáng gần bề mặt. Mosasaurus không chắc là loài ăn xác thối vì nó có khứu giác kém. Mosasaurus là một trong những loài động vật biển lớn nhất vào thời đó, và với những chiếc răng to, khỏe, các nhà khoa học tin rằng những thành viên lớn hơn của chi này có thể xử lý hầu như bất kỳ loài động vật nào. Loài này có khả năng săn mồi gần bề mặt đại dương như một kẻ săn mồi phục kích, sử dụng đôi mắt lớn thích nghi hai chiều để phát hiện và bắt con mồi hiệu quả hơn. Mosasaurus có thể đã dạy con cái của chúng cách săn mồi, nhờ được hỗ trợ bởi hóa thạch Nautili Agonatili Catarinae với các vết cắn từ hai loài thương long cùng loài. Sự tuyệt chủng của loài thương long trong đó có Mosasaurus được cho là do sự kết hợp của các xáo trộn địa chất và địa chấn thảm khốc, siêu bão và sóng thần khổng lồ gây ra bởi tác động của tiểu hành tinh chiếc cung xúc tác cho sự kiện tuyệt chủng Capigi. Ngoài sự hủy diệt vật lý, cú va chạm còn chặn ánh sáng mặt trời dẫn đến sự sụp đổ của mạng lưới thức ăn ở biển. Bất kỳ Mosasaurus nào sống sót sau thảm họa ngay lập tức bằng cách ẩn náu ở vùng nước sâu hơn sẽ chết vì đói do mất con mồi. Phi cảm ơn các bạn đã xem, hy vọng các bạn có được những thông tin và giờ phút thư giãn. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút yêu thích video để ủng hộ chúng tớ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.